Ôi trời ơi, cá chắc là mình sẽ làm được gì đó với đống tiền này rồi. Wow, vàng dòng này, cho tớ xin nhé. Nặng quá, đừng lo, tớ cầm được rồi. Cậu thấy mấy thỏi vàng của tớ không Tina? Tớ thấy hơi bị xịn sò luôn đấy. Chắc chắn là tớ có thể dùng cái này để cải tạo phòng. Và giờ đến lúc làm rồi. Nóng quá nha. Tuyệt, chuẩn rồi, chảy ra đi vàng sang chảnh. Nãy giờ rất ổn luôn. Phủ, cơ mà mình thấy hơi nóng xíu. Vậy chắc là đủ rồi. Mọi người sẵn sàng xem trò này chưa nào? Vì tớ sẽ thêm kim tuyến vào vàng, càng long lánh lại càng tốt mà lị. Giờ tớ sẽ dùng cái này để khuấy hỗn hợp ở đây. Cọ ơi, sẵn sàng chưa nào? Vì đã đến bước sơn rồi đấy. Oh yeah, nhìn tuyệt lắm luôn. Xem đống vàng ấy kìa. Ok, cọ của mình đã được phủ đầy sơn. Mình đã sẵn sàng rồi đây. Lăn cái này và xem có xinh đẹp không nào. Phải sơn từng lớp một để không bỏ sót bất cứ điểm nào nhá. Hóa ra là tuyệt hơn mình tưởng cả triệu lần ý. Được rồi, để xem mình có thể dùng cái gì nào. Lấy đống màu này xem nào. Giờ mình sẽ lén lén phán khỏi đây. Úi. Cô gái đang làm cái gì thế hả? Chào anh bảo vệ, chuyện này không như anh tưởng đâu. Em phải trả tiền, không thì trả lại đây. Anh sẽ theo dõi em đó. Wow, tường của cậu nhìn xịn sò quá Matthew ơi. Không thể tin nổi luôn. Ở này Tina, ở nguyên bên của cậu đi chứ. Phải rồi, nhưng ít ra thì mình cũng có sơn để tô rồi đây. Ok, bắt đầu với màu tím được nha. Và hãy để trong lúc hoàn thành trò này. Wow, xem chỗ màu ấy chảy xuống hay chưa kìa. Nhưng đến bước tiếp theo nào, tớ cần chút sơn lên tay nữa. Giờ phải chắc chắn rằng tay mình đã phủ đầy sơn đã nhé. Giờ ấn dấu tay lên tường nào. Đập tay đi Matthew. Đùa thôi má. Ok, đã đến lúc nhận xét bức tường của hai bạn rồi đấy. Wow, tớ rất ấn tượng với tác phẩm của cả hai cậu. Nói thật đấy, giờ chuyển đến phần giường nha. Bộ này của bồ dễ thương lắm luôn, nhìn xinh lắm. Có khi tớ cũng mua thế lần sau. Này, gì kia? Wow, Ashley nhìn kìa. Hả? Tớ thấy khó hiểu ghê. 10 đô la hay 10.000 đô la cơ? Mình thử tung nhé. Ừ, mau tung đi. Sẵn sàng chưa? Hồi hộp quá đi mất. Có vẻ vận may đã mỉm cười với tớ. Ồ, thật không công bằng. Mình tìm thấy mà. Tớ biết, nhưng thể lệ là thế. Wow, nhìn mà xem. Của tớ hết nha. Tuyệt vời không mặt trời. Ok, tớ kết cái trò này rồi. Thế còn vali tiền của tớ đâu? Đừng lo cả tớ rồi. Thế thôi. Cảm ơn. Thôi, cũng tạm tạm. Em nè, chị nè, em nè, chị. Em thắng. Em đùa chị đấy hả? À, rồi, đi trốn đi. Chị đang đếm nhé. 1, 2, 3, 4. Ok, mình phải trốn ở nơi chị không bao giờ tìm. Xem nào. Ồ, đúng rồi, mình sẽ trốn bên dưới cái sofa. 8, 9, 10. Xem nào, con bé trốn ở đâu được nhỉ? Trời ạ, sao chị tìm ra nhanh vậy? Thì ai bảo em trốn ở đấy? Chị quay một vòng là thấy em rồi. Ok, em nè, chị nè, em nè, chị. Em lại được trốn rồi. À, tất nhiên rồi. Có lẽ lần này mình sẽ phải cố gắng không tìm ra. 9, 10, ok, chị đi tìm đấy nhé. Hay là kiểm tra trong này nhỉ? Chuẩn, chị đã nghĩ là trong này mà. Hả, chị thấy em trong vòng một nốt nhạc. Thấy rồi, có vẻ em chơi trò này không giỏi lắm nhỉ? Lần nào chị cũng tìm được. Phải có chỗ thật khó kiếm ở trong nhà chứ. Hay là ra ngoài xem có gì dùng được không ta? Coi nào, có gì ổn không nhỉ? Bìa cốc tông này, thùng rác này, hộp thư này. Mình nghĩ ra một ý cực hay. 9, 10, được rồi, chị lại bắt đầu đi tìm nè. Cứ tưởng con bé sẽ lại trốn vào đây. Bim bim ngon xỉu, mặn mặn bánh cuốn vết. Quan, là chị sao? Không, chắc không có gì đâu. Cũng không có sao rèm cửa. Con bé thông minh hơn rồi đó. Mình chơi cấp độ này hoài mà chưa có được. Con bé đâu nhỉ? Lần này khó rồi nha. Em đâu rồi? Tìm khắp nơi rồi không thấy. Hay nó ra ngoài nhỉ? Mà chờ chút, cái gì kia? Chà, ngoài này cũng không có luôn. Con bé làm khó mình quá. Đã bao lâu rồi nhỉ? Khoan, mình không có đồng hồ. Không thể tin được là con bé vượt mặt mình trong trò trốn tìm. Luna, em ở đâu? Leo leo. Nhìn mà chị lúc nãy hài dã man. Em thắng. Nhưng vào đây. Ôi trời ơi, tại em dựng thứ đó chị mới không thấy. Nếu không thì còn mơ đi nhé. Này, Chris phải không? Wow, ảnh đang ở Ý. Nhìn bảnh ghê.
Mình cũng phải đăng ảnh mới được. Biết đâu ảnh sẽ thích. Phải trúng góc màn đẹp mới được. Ai xinh quá nè. Ok, để kiểm tra xem. Hả? Mình xinh rồi, nhưng phía sau mình không thể đăng được. Để thử góc chụp khác xem sao. Không. Không. Ồ, đúng rồi. Phải gọi dịch vụ ngay. Alo, hình selfie của tôi tệ quá, làm gì đi? Gặp anh sao? Cậu ấy lại có cho gì nhỉ? Giờ thì chờ thôi. Nặng dã man ấy. Wow. Đấy, xong rồi nhé. Đưa tiền đây cô dì ơi. Chơi vui nhé. Chuẩn thứ mình đang cần rồi. Wow, đỉnh của chớp. Mình lúc nào cũng muốn đi du lịch. Quá trời lựa chọn luôn nè. Pizza. Cười nào. Ảnh đẹp muốn xỉu luôn. Wow, nhiều người thích quá nè. Mình nổi tiếng rồi. Cậu ấy thật may mắn. Mình cũng muốn được như thế. Mình có ý hay này. Mình có thể dùng vía cắt tông. Mình có thể thấy cả thế giới mà không cần rời phòng. Đã đến lúc sáng tạo rồi. Đầu tiên mình cần tạo khung. Rồi cắt khung ra. Mình sẽ dán khung lên cắt tông. Nhấn mạnh tay một xíu để nó dính chắc. Mình sẽ cắt một dải cắt tông nhỏ và bôi hồ dán lên đó. Sau đó dán nó theo chiều ngang của khung và dán một dải theo chiều dọc. Giống hệt như khung cửa sổ luôn. Mình sẽ làm cửa chớp nữa nè. Giờ thì treo nó lên tường. Chỗ này rất phù hợp luôn đó. Party. Hay là lên núi cho mắt nhỉ. Còn ý thì sao ta. Mình sẽ chụp ảnh tuyệt đẹp. Woo, đẹp quá nè. Gì vậy trời? Đang nửa đêm nửa hôm. Có nhất thiết phải sáng vậy không? Tỉnh rồi hả cưng? Bực mình chết đi được. Ok, ngủ tiếp nào. Đủ rồi, mình phải xử lý mới được. Hả? Cậu làm gì vậy hả? Đang nửa đêm đấy biết không? Alo, đến giúp em nhé. Gọi chị à? Em cần rèm cửa. Tuyệt vời luôn. Chị có vài mẫu tuyệt đẹp đây. Em thích mẫu này. Ok, vậy để chị đo đã nhé. Bắt tay vào việc nào. Sẽ không lâu đâu. Tốt. Mệt lắm rồi. Này, cẩn thận chứ. Xong rồi. Em thấy sao nào? Làm tốt lắm, của chị nè. Thế thôi á. Vui tính đấy. Sao cũng được, đây. Rất hân hạnh. Rất hân hạnh. Leo leo. Giờ mình có thể ngủ ngon rồi. Chờ đấy rồi xem nhé. Wow, rèm cửa xịn có khác. Xin chào. Một nạn nhân nữa. Trời ạ. Mình đang cố ngủ mà. Rèm cửa xịn sò chứ kìa. Ý tưởng hay đó ha. Nhưng mình chẳng có gì xịn như thế. Phải làm sao bây giờ? Mình có thể dùng cái chăn này. Mình sẽ trải cái chăn lên một mặt phẳng. Sau đó thì gập một cạnh lại. Mình sẽ gấp theo hình quạt và tạo nhiều lớp như thế này. Ok, mình sẽ túm lại ở giữa. Mình cần đục một lỗ ở trên vải nè. Dễ thương quá. Giờ mình cần buộc chúng lại với nhau. Mình sẽ xỏ sợi dây này qua lỗ và tóm lấy đầu dây ở bên kia. Sau đó thì mở tấm vải ra. Vậy là xong rồi. Treo lên thôi. Vậy là che được ánh sáng. Hát. Khoan. Này, thế không công bằng. Ôi chà, chào buổi sáng. Sắp xong rồi. Mình muốn bữa tiệc này thật hoàn hảo. Chắc đủ rồi ha. Úi, suýt quên mất mũ sinh nhật. Hồi hộp ghê nè. Trời đất, cho con đấy à? Ngạc nhiên chưa? Con có thích không? Con thích lắm mẹ ơi.
lại có món quà nhỏ cho con gái, rượu này. Không tí nhá. Vâng ạ, à, con hứa. Không biết là gì ta. Con mở ra xem đi. Ta-da, cho con ạ. Ôi mẹ ơi, không cần đâu mà. Ok con xin ạ. Mong là con thích nó. Lại hôm nữa sao? Ok, cũng vui đấy. Một hộp màu đỏ nhỏ hơn. Có bao nhiêu hộp thế ạ? Hộp bé tí thì đựng gì được. Con bé ngốc kìa, mở đi con. Vâng ạ. Mẹ đùa con ạ. Ô tô, mẹ không đùa chứ. Con cảm ơn mẹ nhiều. Chụp ảnh úp Insta cái nào. Chùm góc nào cũng đẹp. Người xa ra bé ơi. Thôi được rồi, sinh nhật con mà, ư đi. Đúng rồi, cứ nhắm mắt đấy. Cất nến đi. An toàn là trên hết. Ăn bánh đi nè. Biết ngay mẹ sẽ làm thế mà. Vị vani. Thôi nào. Không khóc nữa. Mẹ có quà cho con nè. Chúc mừng sinh nhật. Mẹ thực sự chuẩn bị quà cho con á? Wow. Cái gì cũng có lần đầu nhỉ. À thì con cảm ơn. Áo đẹp đúng không? Con mặc sẽ đẹp đấy. Con gái cứ mặc màu đen là đẹp nhất. Dù sao cũng có quà. Thôi đánh cất đi vậy. Mới đống đồ đen xì này. Mình cần đi mua sắm thêm quần áo. Nhưng nào, đoán xem, liệu là hồng hay xanh lá đây? Xem nhé, đã đến lúc tìm ra sự thật. Màu hồng, tuyệt vời. Màu này đẹp xuất sắc luôn. Nhớ. Gió luồn qua tóc thật sảng khoái. Đã đến lúc sắm một chiếc thảm rồi. Này, mọi chuyện đến đâu rồi? Ủ áo khoác mềm thật đấy. Bán cho em đi. Đây, tiền nè. Ồ, được của nó đấy. Cảm ơn nhé. Ủa mà khoan, sao lại... Thôi không sao, cho em cái áo đó luôn. Rất hân hạnh. Anh có bao nhiêu cái áo khoác vậy hả? Tôi đi mua sắm đây. Chắc ảnh thích màu hường. Mình sẽ trải áo khoác lên sàn. Vậy là có thảm ấm áp rồi. Mềm như nhung. Đúng thật ha. Cậu đang làm gì thế? Shoo, biến giùm đi. Quá đáng ghê. Rồi, tớ sẽ tự làm thảm. Và có sẵn nguyên liệu nhá. Mình sẽ trải khăn tắm ra và cắt thành các mảnh. Làm tương tự với các màu khăn khác. Sau đó mình sẽ đặt các dải chồng lên nhau. Và khâu chúng lại với nhau. Cẩn thận không đâm vào tay nhé. Và cắt chỉ thừa đi nè. Giờ thì gập khăn lại. Dùng ghim để cố định các dải nha. Còn một cái cuối thôi. Giờ thì xoắn chúng lại với nhau. Vùi tay thật đấy. Và khâu đầu này vào làm một nè. Xong rồi. Mình lại cắt chỉ thừa đi. Tiếp theo, mình cần cuộn khăn như thế này để tạo thành một vòng tròn lớn. Thảm thủ công siêu đỉnh đây. Cảm giác mềm quá à. Nói thật đi, cậu ấn tượng phải không? Tớ vẫn thích cuộc sống sang. Được rồi các con, ở nhà ngoan nhé. Bye bye mẹ. Được rồi, mình làm gì bây giờ? Mình vào trong phòng pháo đài ngồi đi. Tuyệt, chị mê chỗ này. Wow, ở trong nhà mà cứ như ở dưới bầu trời sao ấy. Phòng bí mật tuyệt nhất trên đời. Chà, hôm nay cũng mệt ghê. Chỉ muốn ngủ cho đẫy giấc. Hả? Cái gì vậy? Có ánh sáng trong tủ quần áo của mình sao? Chắc không phải. Có khi mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Lại có ánh sáng kìa. Mình biết mà. Mau trốn thôi. Nhận đó là quái vật thì sao? Trời, hình như không có gì đi ra ngoài này cả. Mình cũng chưa từng thấy quái vật ở trong đó. Nhỡ không phải là quái vật, mà là thứ gì khác. Ok, dũng cảm lên thôi. Đúng vậy. Hay là bỏ đi nhỉ? Không, mình phải tìm cho ra. Mở cửa này. Hả? Chẳng nhìn thấy gì hết trơn. Chỉ có quần áo như mọi khi thôi. Nhưng chắc chắn là không có ánh sáng. Đâu có tìm thấy gì. Nhưng mà rõ ràng chính mắt mình đã thấy. Mình sẽ kiểm tra kỹ coi sao. Khoan, gì vậy trời? Ủa trời đất, chị ấy đang cầm pizza sao? À, rõ ràng là pizza và nước ngọt. Bà mở tiệc ở trong đây luôn mà. Ai biết.
người vào đây ăn pizza với chị đi bé ơi. Ok là chính chị mời em đấy nhá. Wow, phòng bí mật mà đã quá. Chị trang trí đẹp đó nhá. Pizza cũng ngon hết sảy con bà bảy. Đỉnh quá. Vậy là từ nay cưng biết phòng bí mật của chị rồi. Dù. Quá đã. Dạo này gần đây chị mê cô này lắm luôn. Tóc đẹp dã man. Từ từ đã, chị có nhìn thấy gì đằng kia không? Không, chị có thấy gì đâu. À mà đấy, chị đang nói. Tóc cô ấy đúng là. Không, tần đấy má ơi, nhìn tần kia kìa. Chị không thấy à? Hình như có người ở bên ngoài cửa đấy. Ôi trời ơi, ai mà trông kinh vậy, sợ chết mất. Ôi không, hình như người đó đang cố vào trong này. Mình chuồn ra khỏi đây thôi, mau mau tìm chỗ trốn đi. Vâng, nhưng ở đâu? Hay là đằng sau cái cây? Cây á? Sợ quá bị khờ à em. Mình phải trốn vào đường thông gió. Trên đó thì làm sao mà tìm được ống thông gió. Ừ phải phải, đúng rồi, mình lên đó đi. Chị nghĩ là hắn có nghe thấy chị em mình bỏ trên này không? Này, nép sang đi. Hai đứa làm sao mà chui qua cái góc này? Chẳng ăn thua gì, chị em mình phải đi cùng nhau thế này nè. Mày ngang đường chị. Nào, cho chị đi trước. Đừng có tóm đầu chị. Mày làm chị bực rồi đấy. Dừng lại. Nhìn kìa, đây là nhà bếp. Từ từ xem dưới đó có gì không. Kìa, cái tên đột nhập đấy. Nhưng chị chỉ nhìn thấy bóng thôi. Chán, vẫn chẳng biết hắn là ai cả. Hôm nay ngoài trời lạnh ghê. May mà mình có mà áo len. Hình như chị nghe thấy tiếng người. Để chị nghe. Ủa em? Em mất trí rồi hả? Hả? Mình mới nghe thấy tiếng hát thôi. Là mẹ! Mẹ thấy mình rồi! Kệ thì không hát nhé. Đã đến giờ dậy rồi hả trời? Ôi trời ơi! Quá giờ từ lâu rồi! Mình sẽ trễ mất thôi! Tránh đường đi! Khỏi nghĩ đi! Cứ vớ tạm cái gì mặc là được! Được! Ok đấy! Cởi áo choàng ra và mặc đồ xinh vào! Ok ok! Trang điểm! Chải tóc! Thôi cứ xóa ra vậy, vẫn xinh mà. Giờ thì đến phấn phủ. Tốt, thế đủ rồi, chỉ cần đeo trang sức nữa thôi. Chưa chuẩn bị xong hết nhưng mà đã xinh rồi. Khoan, mình vẫn chưa đi giày, không ổn chút nào. Sao ngăn kéo lại bừa bộn vậy trời. Bí tất màu cam này, hợp với màu áo nè. Ok, rất là thời trang đấy. Chỉ cần tìm nốt chiếc kia thôi. Không, không đúng rồi, màu đỏ, xanh, vàng. Lại xanh nữa. Đâu rồi hả trời? Tôi cần biết tất màu cam cơ. Chắc chắn là phải ở trong này. Sao mình có nhiều tất thế này? Toàn cọc cạch chứ. Sao thế này? Còn mỗi một chiếc trong này. Thôi, đành đi tạm chứ biết sao giờ. Nhìn có chán không cơ chứ. Lúc nào cậu muộn rồi để mình chờ dài cổ. Sao cậu lề mề thế hả? Tôi có chút vấn đề. Vấn đề biết tất. Vấn đề biết tất là cái của nợ gì? Hiểu rồi. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu xử lý. Vào trong đi. Ok, chúng ta sẽ cần một giải vải nỉ. Và tất nhiên chiếc súng bắn keo đa năng. Tôi sẽ cần phun vài đường ở rìa và cả ở giữa nữa. Ba đường keo chắc là đủ rồi đấy. Và rồi tôi sẽ đặt miếng vải nỉ lên trên. Thêm keo nữa nha. Hai đường là được rồi. Và trở lại với vải nỉ xanh. Tôi sẽ thêm nhiều lớp vải nỉ nữa. Nhưng với nhiều màu khác nhau. Giờ thì kéo các lớp ra và ta-da. Nhìn này. Và chỉ thế thôi, biết thất đã được sắp xếp gọn gàng. Cậu không phải lo lạc mất một chiếc nữa đâu. Tuyệt, cậu là nhất. Để tớ đeo thất vào nào. Cảm ơn cậu nhiều, cậu đúng là bạn thân của tớ. Đi thôi. Ashley, cậu đang làm gì đấy? Shh, tớ đang cố tập trung đấy. Khó ơi là khó. Hay. Đi lên. Khó, thua rồi. Sao thế? Phải. Nhưng mà trông vui thật. Ước gì mình có thể chơi. Ashley, cho tớ chơi thử nhé. Cậu á, nghiêm túc à? Không. Biết trực rồi còn mất công hỏi. Thôi. Wow. Ow. Đau quá. Cậu nhỏ tiếng lại đi. Jennifer đang gọi. Chào gái. Cơ hội đây rồi. Mình đã được huấn luyện bài bản. Thật khẽ khàng thôi. Đây rồi. Phải nhanh lên mới được. Mình sẽ tô theo viền tay cầm chơi game. Ok rồi đó. Không cần cái bút này nữa. Mình là tên trộm lén lút. Ok, chơi game tiếp nào. Cậu ấy không nghi ngờ gì cả. Giờ thì hoàn thiện cái này. Đầu tiên là cắt hình này ra.
cắt bìa cắt tông thành các hình vuông sẽ dễ hơn đấy. Không cần mấy mảnh này, mình sẽ bơm keo quanh viền. Giờ thì mình sẽ dán giải các tông dẻo vào keo. Nhấn xuống như thế này nè, và uốn nó để vào đúng vị trí. Giờ mình sẽ đặt một mẫu tay cầm nữa lên trên. Trông ổn đấy, nhưng vẫn chưa xong đâu. Giờ thì xong rồi, cuối cùng mình cũng được làm game thủ. Wow, bá đạo luôn nha. Giờ mình chỉ cần cho trí tưởng tượng bay cao. Game hay quá. Suýt thì đâm. Tiến lên. Cậu đang làm gì vậy? Chỉ là bìa cứng thôi mà. Nhưng ít ra nhỏ cũng vui. Tuyệt, thắng rồi. Wow, cậu có thấy không? Tốt lắm. Ok, chơi lại vòng này xem. Mình không thể rời mất khỏi cuốn sách, thực sự là quá cuốn. Wow, hay dã man. Chán như con rắn. Chắc phải có gì cho mình làm chứ. Ú là trời. Wow. Alo, tôi muốn đặt hàng ạ. Dịch vụ tuyệt vời đấy. Của anh đây. Đúng thứ mình cần rồi. Đỉnh của chớp luôn. Hả? Gì vậy? Thôi kệ đi, mình muốn dùng ngay thôi. Giờ mình đã có câu lạc bộ đêm của riêng mình. Đỉnh đúng không? Wow, quẩy lên nào chị em. Wow, nhìn hay quá. Cho tớ nhập tiệc với. Không. Woohoo. Nhưng đổ số tính. Khoan đã, bị gì vậy trời? Đúng rồi. Này, tớ có cách, sẽ ảo diệu lắm đó. Tớ sẽ cắt phần đỉnh của hộp sữa đi. Rồi cắt các ngôi sao trên vỏ và dán giấy vào trong. Giờ một lớp và tớ sẵn sàng tiệc tùng rồi. Tớ chỉ cần thể hiện những bước nhảy đỉnh nhất của mình. Các cậu thấy sao? Tớ còn có đèn nè. Tớ sẽ chụp hộp giấy lên bóng đèn và tiệc tùng thôi. Wow, đi thôi. Tuyệt quá. Tớ thích lắm. Đẹp muốn xỉu luôn. Wow, đúng là đẹp thật. Chết này, mình chơi cấp độ này quá là cháy luôn. Này, không làm gì thì gọt rau củ giùm mẹ đi. Con đang chơi mà, con ghét gọt củ lắm mẹ ơi. Lại còn rõ là to nữa chứ. Mẹ phải biết rồi ạ, con đang bận chơi game mà. Làm đi cô nương, đừng có kêu ca. Lại suốt ngày bắt mình làm cái này cái kia, mình ghét hành tây. Làm nhanh nhẩu cho mẹ nhé Jennifer, mẹ sắp nấu rồi đấy. Cần gì thì gọi nhé, mẹ ở bên này thôi. Xong, mẹ ơi, con gọt xong hết rồi đấy nhá. Giờ thì cuối cùng cũng được chơi game tiếp. Từ từ đã con yêu, mẹ làm bữa trưa cho con nè. Sao con không nghỉ một lát rồi ăn sandwich đi? Con gọt củ cũng có tay nghề phết. Cảm ơn con nhiều nha. Rồi lại còn phải ăn nữa, chán muốn xỉu. Thôi mẹ còn là sandwich, đúng món tủ luôn. Đến cuối, sao? Mẹ đang làm gì vậy ta? À vâng, em chờ chị gọi nãy giờ. Con ơi, mẹ ở ngay đây thôi. Tiệt, mẹ lại có cơ hội chơi game rồi nè. Uống ngụm nước cam đã rồi chiến tiếp. Ủa, mà chờ chút. Dưới bồn rửa có cái tủ chạm. Mình nghĩ giấy cực hay luôn. Đó, giờ thì mình có phòng bí mật thoải mái và mẹ sẽ không thể tìm ra mình. Cảm ơn, bye. Ok, rửa bát nó nào. Có tiếng gì vậy ta? Tiếng đó từ bồn rửa sao? Hay là đường ống hỏng? Không. Ủa chết, mình ồn ào quá mà. Phải thật im lặng mới được. Hết rồi. Đúng là mình toàn loa bò trắng răng. Thôi rửa mấy cái bát mà mãi chưa xong. Bát có tự xanh được đâu. Mà nhà này có ai chịu đụng tay vào bát đũa đâu cơ chứ. Chán lắm. Yes, lại không phát hiện ra là mình ở dưới này. Chơi game tiếp nào. Mình đàn đỉnh quá. Gì vậy trời? Chị đang cố gắng ngủ đấy. Đang vui mà giờ thành bực rồi. Sao chị cứ phải gào lên thế? Mày vừa ném con bạch tuộc vào chị đấy à? Thôi xác định đi. Kiểu này mày không còn đường thoát đâu. Thế à? Thế chị định làm cái gì? Chiến thôi. Lại đây, chiến đấu đi. Mình cần vũ khí. Hí ạ. Mày tưởng phao ống mà có cửa ăn chị á? Mơ đi.
Chị sai rồi, em đang tấn công đây. Siêu mạnh nhá. Chết nè, chết nè. Hả? Thế sao hả? Bỏ cuộc đi. Có mỗi cái phao ống mà đánh khỏe thế không biết. Này, còn cái này thì sao? Đánh nhau bằng gối, có sợ chứ hả? Gối dưa hấu của em chắc chắn sẽ hạ gục chị. Thế á? Chiến đi. Ow. Hết cả hơi luôn rồi. Mệt xỉu. Không. Có phải chị thua rồi? Chị thua rồi. Đã bảo là em sẽ cho chị biết mặt mà còn chưa xong đâu. Khoan, mày đang làm gì đấy? Chị hỏi cục slime trên tay em đây á. Ăn trưởng này, bom slime. Trời, trượt rồi. Úi da. Mày vừa ném slime vào chị hả? Trời ơi, dính đầy tường rồi. Thôi toi rồi, có gỡ cái của nợ này ra được không ta? Thì chắc được. Hoặc là không. Ôi trời đất ạ. Nó kéo cả giấy dán tường ra rồi. Không biết băng dính có ổn không? Hay là keo? Trông mà thấy ghê ấy. Ôi cũng phải, vừa xấu vừa lộ rõ ra thế kia mà. Khoan, cái phao ống. Hãy nhìn cái vòng phao ống tuyệt đẹp này đi. Giờ thì thêm dây đèn LED vào nhé. Luôn vào trong phao ống luôn. Chúng ta cắt đôi cái ống ra để tạo hình cầu vồng cân đối. Giờ thì ghép cầu vồng lại với nhau nè. Tiếp theo, chúng ta thêm bông để tạo mây nữa. Vừa rực rỡ vừa mê mịn. Ôi trời ơi, nhìn kìa. Hai đứa cùng nhau làm đấy hả? Các con làm mẹ vui lắm. Ôi trời đất ơi, trên tường có cầu vồng đẹp chứ kìa. Các con mẹ thông minh quá. Chuyện này cũng hay đấy chứ. Để lật sang trang nhé. Giờ thì nhớ gọi mẹ thường xuyên đây nhé. Và quan trọng nhất là con phải thường xuyên tưới nước cho cây. Cầm lấy cái này và bình tưới nước này. Chăm cẩn thận nha. Ok, sẽ nhớ con lắm. Mẹ yêu bé nhiều. Bye con. Trời, mình ghét phải chăm sóc cây. Chà, thôi đi với chị nào cây ơi đi nhé. Chả hiểu sao mẹ quan tâm tới cái cây nhiều đến vậy. Đó. Cuối cùng cũng được thỏa thích chơi guitar to tùy. Mẹ đi công tác, con ở nhà một mình, thật vui. Chuẩn rồi đấy, rock nổi lên nào. Chơi game một tí nào. Giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc dài. Tập thể dục buổi sáng khỏe cả người, năng động cả ngày. Xuất sắc, và giờ thì đi học thôi. Phải làm xong bài tập về nhà ngay lập tức, như vậy mình đỡ phải lo thấp thỏm. Đuổi lũ khủng long đi. Trễ giờ học mất rồi, phải chạy nhanh thôi. Thật lòng là trò này càng chơi càng chán hòm. Thôi thôi, chả thèm chơi nữa. Cảm giác như mình đã quên gì đó. Chờ một chút, ngày nào rồi? Hôm nay mẹ sẽ về nhà. Ôi không, đúng là mình đã quên bẵng đi mất. Nhìn khủng khiếp quá, phải làm sao bây giờ? Tốt, hay là mình cứ thử tưới xem có cải thiện được gì không? Trong này còn chẳng có nước. Chán mình thật. Hay là mình tưới bằng nước ngọt? Có ổn không nhỉ? Không, đừng chơi dại mà, có khi còn làm nó tệ hơn ấy. Ô này, hay là dùng cái bình nhỉ? Xịt xem nào. Cây ơi, mau xanh trở lại đi. Có được không vậy? Chẳng ăn thua gì. Này, đợi một chút. Hay là mình dùng cái đó nhỉ? Ok, mình sẽ úp ngược cái chậu xuống. Và rồi đổ sơn trắng rồi sơn cam vào đây. Tiếp theo, xanh dương rồi hồng. Và cuối cùng là màu vàng cho nó rực rỡ. Và mình sẽ đổ sơn lên trên chậu. Nhưng hãy cẩn thận nhé. Nhìn kìa, màu hồng chảy nhiều hơn rồi này. Và giờ tới màu xanh dương và cả xanh lá nữa. Chuẩn rồi đấy, có đủ các màu luôn. Đợi cho sơn khô lại là ok. Tiếp theo lấy phao ống nhé. Và cả một con dao để cắt nó. Đó, mình tạo các khía và cắt tỉa cho giống cây xương rồng nào. Tỉa xong trông cũng giống cây thật phết đấy chứ. Được rồi, có hình rồi. Tô sơn thôi nào. Sơn màu xanh lá cây này sẽ giúp cho cây trở nên sống động. Wow, nhìn được phải chứ. Mình sẽ thêm vài chấm vàng. Và rồi để cho nó giống y như thật, ta thêm gai nè. Cắm thẳng vào phần chấm vàng. Nhìn đẹp quá. Xong rồi, mình sẽ xiên cọc vào và cắm thẳng vào chậu. Mẹ ơi, mẹ về con vui quá. Mẹ đi có vui không ạ? Có chứ, nhưng mẹ nhớ con lắm. Con thì sao? Con ổn ạ, con đã tưới cây như mẹ dặn đó. Wow, con gái mẹ khéo quá ta. Nhưng mẹ đâu có bảo con trông xương rồng đâu nhỉ. Nhưng mà đẹp lắm. Mẹ biết con mà, con chăm sóc cây cũng khéo lắm. May mà con này thế. Vì mẹ có quà cho bé nè. Một cái cây nhỏ con. Con cảm ơn.
Tớ thích tập đó lắm Luna. Trang phục của ai cũng dễ thương hết sức. Luna, xin chào. Về trái đất đi. Cô đang nhìn gì vậy? À, hiểu rồi nha. Đúng là tóc của anh ấy đẹp thật. Anh ấy đến kìa. Luna hoàn toàn bị hút hồn rồi. Cậu mê ảnh. Cậu mê ảnh đứa đừ rời gái ơi. Shhh, tém tém lại không cả trường biết bây giờ. Ôi giời ơi, sợ cái gì hả gái ơi, mạnh mẽ lên chứ. Mà tớ có thứ sẽ giúp tớ giúp cậu trong chuyện này. Thẻ tín dụng của cậu, nhưng cậu sẽ làm gì với nó cơ? Rồi sẽ biết, để tớ làm phép cho mà coi. Yes, hiệu quả nè. Chào. Ui trời đất ơi, thì mình có khách hàng rồi, xin thứ lỗi ạ. Ok, giờ tôi đã sẵn sàng để nói chuyện với các đấng tối cao. Tuyệt, Luna cần một quẻ vì cậu ấy đang thích một anh chàng. Cho chị ấy xem bức ảnh mà lúc nào cậu cũng mang theo đi. À phải, tình yêu tuổi trẻ. Nào lại đây, đưa bức ảnh cho tôi. Nhanh nhổ đi, đưa cho chị ấy. Tôi cần ảnh để đọc bài. À, rồi, đã hiểu. Nhìn đẹp trai thế này cơ mà. Tôi sẽ bắt tay vào việc và hỏi ý kiến lá bài. Các linh hồn sẽ giúp tôi xác định tương lai cho bạn. Để xem chuyện này sẽ đến đâu nhé. Hồi hộp quá đi mất, chị ấy là thầy giỏi đấy. Được rồi, để xem các lá bài nói gì nào. Thú vị đấy, lá bài cuối này. Ôi trời trà, đường tình duyên của em thuận lợi đấy. Lá bài này cho thấy sự lãng mạn và tình duyên của em. Ôi, thân nổi không bạn ơi, mau lại nói chuyện với ảnh đi. Này, ảnh ở ngay kia kìa. Thế nào, dũng cảm lên. Thôi được rồi, cậu nói đúng, tớ đi nè. Chào anh, em rất thích áo len của anh. Lạ thật đấy, anh cũng đang nghĩ là áo len của em rất hợp thời trang. Tôi đã nói gì nào? Úi chết, mọi chuyện trong này vẫn ổn, đừng lo nhá. Chúng ta đều rất ngầu đấy. Được rồi, Lận Hồng, chào lên xe tải nào. Ồ, con bé thật dễ thương lúc chơi với đồ chơi. Bíp bíp, cho chúng tôi qua nào. Đi nào em bé và thả con. Vrrm. Au, au, à. Ôi trời đất ơi, sao thế? Sao con lại không vậy? Thôi ngoan nào, nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì. Ôi trời đất, con đỡ đau không con? Khổ thân con gái cưng của mẹ, phải có cách nào làm giảm sưng chứ. Chờ một chút, mình đã có cách giúp bé con rồi. Ngồi im đây nha, mẹ có kế hoạch này. Vâng, alo, bên bạn có thể ra hôm nay không? Được à, chào chị là người đàn hai cái thảm à. Tôi sẽ trải ngay đây nhé. Yay, vui quá đi. Vroom, sẽ tải đây. Ồ, nhìn con bé bò lùm ngổm kìa, cưng quá đi mất. Hả? Chị gì ơi? Wow, chị đang ở tầng mây nào đấy? Mong chị thanh toán cho. Phải, đúng rồi, thanh toán. Của cậu đây, chỗ này chắc đủ rồi ha. Khoan, chị trả thiếu rồi, cái thảm này là 100 đô. À, thấy rồi. Chúng tôi là ngoại lệ được không? Chán, không có tiền là thế đấy. Con tôi nhìn thấy thương chứ kìa. Mà chờ chút, mình nhìn thấy giải pháp rồi. Được rồi, cho mẹ mượn phao ống nào. Chúng ta có việc cần làm. Mình sẽ dùng dao cắt dọc phao ống ở chính giữa như thế này. Mình muốn cắt thật thẳng làm hai nửa. Được rồi đó, giờ mình có thể tách hai nửa ra và úp xuống. Chúng ta sẽ cắt ở đây nhé, ở các đầu. Nhớ là cắt cả hai nửa của phao ống nha. Tốt rồi, cắt thêm vài đường ở đây nữa nè. Cứ cắt các miếng phao ống bằng nhau là ok là. Trông cũng dây gì vào này nọ đấy. Mình sẽ xếp chúng lại. Hãy để lệch như thế này cho các cục xen kẽ nhau. Và xong rồi. Con yêu, mẹ làm cái này cho con nè. Chắc chắn con sẽ mê nó cho mà xem. Mẹ làm gì cho con ạ? Wow, thích quá mẹ ơi. Lại đây gấu và thỏ, chúng ta chơi nào. Mẹ ơi, mẹ là số 1. Đã đến lúc hát bài hát của mình rồi gấu.